Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là bản tin Chí Linh và vợ về nước chuẩn bị cho live show. Người vợ thứ tư của giọng ca thành phố Buồn luôn sát cánh bên chồng trong mọi show diễn. Vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, vợ chồng Chí Linh đã được khán giả chào đón nồng nhiệt. Danh ca về nước lần này để chuẩn bị cho live show tại Đồng Nai vào ngày 5 tháng 3. Sau đó là các tỉnh An Giang, Bạc Liêu ngày 2 tháng 4. Dàn khách mời tham gia chương trình với Chí Linh gồm MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Jimmy Nguyễn, Minh Tuyết, Phương Dung, Phi Nhung, Mai Quốc Việt, Giao Linh, Randy và Phan Mạnh Quỳnh. Người hâm mộ vây quanh và tặng hoa cho giọng ca mà họ mến mộ từ nhiều năm qua. Chí Linh cho biết ông thực hiện tour xuyên Việt tại nhiều tỉnh thành phía Nam để tri ân khán giả. Ông sẽ có buổi gặp gỡ báo chí vào chiều ngày 1 tháng 3 để công bố về live show. Không chỉ khán giả trong nước mà một vị khách nước ngoài cũng biết đến Chí Linh và xin chụp hình kỷ niệm tại sân bay. Danh ca được đón bằng xe riêng để về khách sạn nghỉ ngơi. Vợ chồng ông cười tươi rói trước ống kính. Trong mọi show diễn ở Việt Nam, Chí Linh luôn có bà xã Vương Nga ở bên để chăm sóc. Bà là người vợ thứ tư của giọng ca hơn 70 tuổi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.